Con chào các bác, con tên là Lâm. Hôm nay con sẽ đi theo bố lên bản. Chiều con mới về. Bây giờ là đi cái cầu siêu bà bênh. Rất là sợ. Bây giờ mình phải chờ cái xe kia họ đi trước, sau đó mình mới đi nhỉ. Cầu này quá là bé. Hai bố con nay lên trên nhà ông bà neo đơn với cả lên nhà em Hòa. Em Hòa hôm trước con em ấy bị tai nạn các bác. Hôm trước là có bác Trinh, bác Tuyết gửi 100 đô cho giúp cho gia đình nhà em Hòa. Nay Phi Anh sẽ cầm tiền của bác Trinh, bác Tuyết lên để trao cho gia đình nhà em ý. Đây đang đi trên cái cầu các bác ạ. Cầu rất là sợ. Cầu rất là sợ. Con biết nếu mà cầu này rơi thì con biết làm cách nào để thoát ra khỏi sinh ngọc rồi. Nhỏ, làm thế nào? Lấy những cái gì quý giá ra xe, xong là lấy cái... Con được nghe rồi mà. Đập vỡ cửa kính xong hít một hơi thật sâu rồi đi ra. Con giới thiệu một đoạn tiếng Trung đi. Nói Ni hao. Ni hao. Bố giúp con. Ôi giời, bố có được học tiếng Trung đâu mà bố biết. Nhưng mà con thích tiếng Trung hay tiếng gì? Tiếng Trung hay tiếng Anh? Cả hai. Thích cả hai á? Thế con lại giới thiệu bằng tiếng Anh đi. Em quay về đây em giới thiệu nào. Hi everyone, my name is I'm 7 years old. Today I'm gonna go with my dad. Cái con bị con muỗi nó cắn ở má kìa. Con mosquito nó hit you. Hôm nay là chiều thứ 6 các bác, nên là bé Bo là không phải đi học. Thứ 6 thì thứ 7 được chủ nhật được nghỉ, thứ 6 thì được nghỉ buổi chiều, học buổi sáng. Đi cùng bố Phèng Phèng lên bản. Bé Bo có kênh YouTube là gì nhỉ Bo nhỉ? Cốc bé Phú Cao. Thế bây giờ con phải giới thiệu các bác vào đang thi đấu với bố xem ai có nhiều người đăng ký hơn. Bố. Hả? Cô tiếng Anh ở lớp con ấy cũng follow con. Oh, really? Thật à? Cô xem kênh con rồi á? À, thật à? Cô giáo biết thật á? Bất ngờ nhé. Thế thì con phải chịu khó sản xuất video cho cô. Thế là giờ học tiếng Anh thì cô giáo có hay gọi con không? Tiếng Anh á. À. Cô giáo tiếng Anh phải... Cô giáo tiếng Anh biết con học như nào rồi đúng không? Con bảo là teacher, can we study some hard things? Xong cô bảo là it's easy for you but not that it's hard for the children. Con hỏi cô thế, cô trả lời như thế. Có nghĩa là như nào nhỉ? Là con hỏi là cô ơi học cái khác có khó đi, cô bảo là dễ cho con nhưng mà không dễ cho các bạn. Bây giờ hai bố con mình xuống quán này mua một ít bánh kẹo với cả một ít sữa cho em bé. Mình đi bạn. But not for you. Sao Huyền Khánh bảo Khánh đi. Sao toàn bảo Khánh với Huyền Khánh. Buôn bán này. Ok. Let's go. Mua sữa. No. Mua sữa. Em ơi sữa. Con chọn bánh đi, con gọi chọn bánh kẹo đi. Cho em cún bé. Hả? Kẹo đấy là for ấy rồi, cho Tết rồi. Không phải. Thì trên đấy là Tết. Con chọn cho em bé đi. Đây hả? No. Con kẹo thôi. Nhưng mà đấy for the Tết. Tết honey đây. Đây. Nộp. Đây này con chọn bánh kẹo này này, đây. Dạ. Chọn bánh kẹo nào cũng được. Đây. Thì con hai gói. Ừ. Chọn cho ông bà cụ bánh kẹo mềm.
con để ra đây đã. Đâu? Để ra đây. Đâu? Để ra đây, để ra cô. Một hộp bánh kẹo mềm nữa. No. Bánh kẹo mềm đây. Đây là chocolate pie này. Chocolate pie. Custard này này. Đây à? Đây này em. Đó. Nữa không? Hết. Ok. Cho mình thành hai túi nhá. Với cả sữa nữa. Cho mình ba giấy sữa ông à sữa Fami đây vào đây. Hmm? It's not for eating. No. No. Ba giấy sữa Fami này với cả cho mình ít sữa cho trẻ con nữa. Ba giấy sữa cho trẻ con. Ừ, có cần chọn đây. Em chọn gì cũng được. Đấy, loại gì cũng được. Loại bình thường á. Cái này phát sáng trong tối. Phát sáng trong tối cũng ăn được. Nọc. Pizza bay. Nào. Các bạn này ở lớp hay làm cái hành động của Ronaldo. Thế à? Thấy cái này không? Uh-huh. Sữa Ruby. Hết rồi. Bao nhiêu? 259.000. Ui, đưa nhiều thế. Nào, lấy bố lại tiền. Bố giàu mà. Ôi dồi ôi. Bố giàu. Bố lấy tiền mà giàu. Ôi ôi. Bố rất là giàu. 259.000 à? Thôi, 1.000 thì thôi. Không. No, it's not for him. Này, lao động đi. Không, cái bố thì lao động đi. Bố đang béo. Mỗi người một túi mà. Bố đang béo, bố phải giảm cân. Vâng, nhắc nhiều quá. Đi đâu? Lên xe con. Nhưng mà cái ngăn nào? Đây, ngăn này. Ok. Đây là tiền thừa. Tiền thừa giả lại cho bố chứ nhỉ? Không, không. Cho đây bao nhiêu tiền con biết, bao nhiêu tiền bố cho con hết. Thật á? Ừ. Ok. Không biết không? Biết không? Thế thì mang này trả đây. Ok chưa? Nào 1, 2, 3 chuyển đi. Chuyển dáng, chuyển. Úi trời ơi. Tiếp. Như nào nhỉ? Hả? Ờ, nào tập đi. Bố ơi. Dạ. Nhưng họ làm kiểu gì mà đầy nước được cái này mà dưới là đất mà đất nó không ăn được hết. Rồi. Nó ý có nói là nó xói mòn đi đúng không? Ừ. Ở dưới nó không xói mòn được nữa, nó còn cát thôi con. Cũng bao giờ có lũ thì nó mới xói mòn đi chứ. Chỗ này đẹp nhỉ? Nhưng mà họ đổ nước vào kiểu gì ấy? Thì họ chặn dòng lại xong là nước ở trên đầu nguồn nó chảy về. Bố bảo hết slow. Thì các chú làm nhiệm vụ của các chú đấy. Các chú đấy làm. Các chú mà nhìn thấy các chú bảo hết slow. Hết slow. Hết to Mr. Ball. Where are you going? Mr. Beast. We going to the village. Let's go, let's go. Buổi chiều các bác ạ, bây giờ đang là 2:26
Thì tối nay Phi Anh vẫn đăng video, các bác xem được video buổi chiều này. Bác ơi, bố cứ bắt con đầu áo cứ đóng quá. Ai người ta gọi là đeo áo, người ta gọi là mặc áo. Đây là khu vườn hoa Tam Giác Mạch, rất nhiều các bác. Đây, chỗ này đường thẳng tắp nên là rất là thuận tiện cho việc là khách du lịch họ dừng chụp ảnh, dừng lại để chụp ảnh hai bên đường. Đấy, xa xa là có khói bếp, khói Nam Triều rồi. Khách du lịch thì tầm này là họ đang đi về để tối họ đi lên xe đi Hà Nội. Rất là nhiều. Các bác đang thắc mắc là con trai Phèng Phèng đâu. Và đây là kết quả của việc là rất thích đi chơi nhưng mà buồn ngủ thì không chịu được các bác. Đấy. Anh ta đã làm ngủ được 15-20 phút rồi. Đấy, chờ bố đúng cả một tuần luôn. Đấy, cuối tuần là bảo là chiều thứ 6 là phải đợi con để đi. Đấy, 2 tuần trước thì trời mưa là không đi được. Đoạn này rất là đẹp các bác ạ. Con đường Hạnh Phúc là ở tít trên đỉnh kìa, chỗ vách đá trắng này đó. Con đường Hạnh Phúc ở trên đấy, ở dưới này các bác là quốc lộ 4C. Nếu mà nhìn từ dưới này lên thì không thấy nhà, không thấy bản đâu. Trước Phi Anh đi ở dưới này, Phi Anh cũng nhìn lên trên đấy nhiều nhưng mà không nghĩ là trên này có bản đông người như thế. Một cái bản nó cách xa thị xã cũng không xa lắm. Cách trung tâm xã thì cũng không nhiều nhưng ở trên đấy đặc điểm là không có điện. Không có điện ở trên đấy các bác ạ. Không có điện là một, thứ hai đợt trước là không có đường. Nên cuộc sống bà con rất là vất vả. Thời gian vừa rồi được các bác giúp làm đường là đã tốt lắm rồi, bây giờ chỉ còn điện nữa thôi. Điện thì bây giờ là không có điện lưới này. Mấy hôm nữa ở trên con đường đấy Phi Anh sẽ giúp làm điện năng lượng thì nó sẽ sáng hơn, nó sẽ dễ dàng thuận tiện trong việc là buổi tối đi lại. Phi Anh trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Đây, chỗ này đang gần khu trung tâm của xã Minh Tân các bác. Minh Tân xong đến Quyết Tiến, Quyết Tiến xong là đến Quản Bạ, Quản Bạ xong đến Yên Minh, Yên Minh Đồng Văn, Đồng Văn Mèo Vạc. Đấy, các bác có bác nào mong muốn đến Hà Giang chơi, bác nào mong muốn giao lưu với nhóm anh em, hay các bác nào mà muốn có thông tin về du lịch, đặc biệt là thời tiết nắng mưa hoặc là xe khách, xe buýt hay như nào, các bác liên hệ với Phi Anh qua fanpage hoặc là Facebook của Phi Anh. Facebook là Hà Giang Tour, có chữ Original Tour ấy, bởi vì nhiều các bạn cũng đấy tên là Hà Giang Tour. Hoặc là các bác tìm chữ, tìm fanpage ấy, trong phần YouTube, phần Facebook ấy, các bác tìm Phèng Phèng Vlog. Hoặc các bác có thể liên hệ qua số tổng đài 0353333316. Số tổng đài mà có một bạn ấy sẽ tên là Ninh, bạn ấy sẽ giúp các bác là truyền tải hết thông tin về du lịch Hà Giang đến các bác. Các bác nhìn thấy đoàn xe du lịch này, đoàn xe các bạn ấy đấy, đi kết thúc 3 ngày các bạn ấy về này. Hà Giang của Phi Anh bây giờ cũng là một trong những khu vực phát triển rất là nhiều về du lịch. Bây giờ để mà lựa chọn giữa việc đi Sapa từ Hà Nội, các bác ấy đi Sapa hoặc đi Hà Giang ấy, thì là bây giờ rất là nhiều sự lựa chọn nhưng mà cơ bản là chọn đi Hà Giang nhiều. Sapa chỉ là nghỉ dưỡng 2 ngày cuối tuần thôi. Hà Giang thì đúng là du lịch khám phá bởi vì các bản, các làng là còn nguyên là hoang sơ. Bà con dân ở trên này người ta vẫn còn kiểu còn nguyên ấy, vẫn còn mặc quần áo vùng cao, rồi các bác lối sống sinh hoạt là nó không bị bê tông hóa, không bị xã hội hóa nhiều, nó còn giữ nguyên cái vẻ mộc mạc. Trên này thì rất là nhiều hoa nữa nên là mọi người chọn đi Hà Giang rất là nhiều. Đến đây là đến khu vực chân dốc Bắc Sum. Đây, ở kia thì có cái biển là cao nguyên đá, công viên địa chất toàn cầu, cái khu vực kia đó. Đến đây các bác đi vào khu vực công viên địa chất toàn cầu rồi, cao nguyên đá Đồng Văn. Đây một đoàn nữa đây, rất là đông. Các bác xem. Đấy. Quá là đông luôn.
Để cả bạn trẻ thì hay chọn việc là đi xe bằng đi du lịch bằng xe máy. Các bác lớn tuổi hơn thì các bác lựa chọn hình thức đi bằng ô tô 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ. Đây xe này, xe 29 chỗ là các bác đi từ Hà Nội lên này. Bác đi chậm quá. Bác đây rẽ vào đây nghỉ chân. Đây có điểm dừng chân đây. Bây giờ mời các bác đi lên trên con dốc Bắc Sung. Mùa này thì có nhiều hoa tam giác mạch. Xong bắt đầu chuẩn bị đến Tết thì có mùa hoa đào. Qua Tết thì có mùa hoa mơ hoa mận. Sau mùa hoa mơ hoa mận thì các bác đến mùa hoa tháng 3 thì hoa gạo. Sau đó tiếp sau mùa hoa gạo thì các bác có mùa hoa hướng dương. Quanh năm là có mùa có các loại hoa luôn các bác ạ. Ngoài hoa ra thì thời tiết khí hậu vùng cao, đặc biệt là khu vực ở trên Hà Giang phèn là một ngày có bốn mùa luôn. Sáng thì mùa xuân, buổi trưa thì mùa hạ, buổi chiều mùa thu, buổi tối thì mùa đông. Xuân hạ thu đông trong một ngày. Chỗ này họ đang đổ đường. May quá là không bị tắc đường. Thank you Vinamilk. Ngủ dậy đỡ mẹ, đỡ buồn ngủ chưa? Chưa. Chưa buồn ngủ á? Vẫn muốn ngủ nữa. Tai đỏ ửng hết đây nè. Ở trong xe ấm mà các bác. Mình mới đi được một nửa đường thôi, vẫn còn một nửa nữa mới tới. Đang ở trên giữa dốc các bác. Giữa dốc Bắc Sung. Nếu mà tầm 5:30 bắt đầu 6 giờ là sương mù là các bác đi là không đi nhanh được. Thời tiết nó thế này thôi, nhưng mà buổi sáng thì tầm 8-9 giờ là mấy cả may 9 giờ nó mới phá được sương ra. Chứ còn đâu 5-6-7 giờ các bác đi thì tầm nhìn chắc từ đây đến ô tô kia là không nhìn thấy gì rồi. Đấy, buổi tối sương nó xuống cũng nhanh. Các bác nhìn ở trên đồi kìa. Nó buông xuống là tối mù luôn. Không lạnh á? Bố thấy lạnh mà. Tại con mặc ấm. Con muốn chụp ảnh không? Đây quá sợ. Đâu, đi ra đây được mà. Đâu? Họ vẫn đứng ở đây chụp ảnh mà. Đấy, mũ phèng phèng vlog đẹp thế nhỉ. Có cả trái tim này này. Đây các bác. Đấy, các bác muốn phèng có thể tặng cho các bác mũ phèng phèng vlog nhân dịp cuối năm. Merry Christmas 2010. Hả? Merry Christmas là sắp đến rồi nhỉ. Xong đến Happy New Year. Happy New Year là Tết đấy các bác. Sắp đổi năm rồi. Sang 2023 con. Đấy, chỗ này ngắm cảnh tuyệt vời luôn. Bo ngắm cảnh con nhá. Không. Ngắm đi để về mai kia con kể cho các bạn ở lớp xem là con đi chơi nó thế nào chứ. Này này. Cây đằng này là dốc Bắc Sung các bác này. Chỗ này là ví dụ như kiểu đến mùa lúa ấy, sẽ có ruộng bậc thang này. Đấy. Ở đằng xa xa kia là đấy là Khâu Ngài, chỗ nhà các diễn viên điện tử là Mình Tình Phình này, Nhà Lành này, Nhà Xù này. Đó đây. Đứng đây cho Mr. Bo chơi một tí ngắm cảnh. Cái kia bắt đầu sương đang xuống này con kìa. Nó đang đi xuống này. Đấy đây này. Sương mù đang chạy xuống. Chỉ cần đẹp trời vào mây rồi. Thích sờ vào mây à? Đi tiếp nhỉ? Đi tiếp không tí quay về mới sờ. Không tí về tối ấy. Bố sợ tối lắm. Đi. Giờ già, xin chào Hòa Công Công nhá. Áo đẹp thế nhở? Hả? Đẹp không? Đó, thế hôm trước con làm sao? Trước vợ đưa con đi học nên là đâm phải ô tô 7 chỗ. Vợ đâm phải hay là đấy? Đâm là... Tức là rẽ sang đường rồi. Hello.
À, con đứng cẩn thận đi gọn nó không lại lại xe. Bo đứng gọn nó con. Thế nào bị ấy à? Cho có bị làm sao không? À, con trai nứt hết một cái răng bên này nữa rồi. Ôi dồi ôi. Thế là vợ lai like hai đứa con à? Lai like hai đứa con với một đứa nhà bác này. Ba đứa. Thế là đứa con nhà bác con sao không? Không à? Có thế thôi, đi vào đã xong là hỏi xem tình hình kỹ không. Thế không phải đi viện đi viết gì đâu đúng không? Không đi đâu. Ừ đi. Bo đi theo chú Hòa con, đi cẩn thận. Em trong này có anh mua ít quà. Có ít bánh kẹo, ít sữa đấy ở dưới. Ừ. Xách giúp anh với. Em xách một túi. Em hai túi luôn, lấy hết hai túi đây. Mà túi nhẹ cho con trai anh xách. Không. Hả? Con trai giờ đường về nhà xấu lắm anh. Nhanh mở cửa, nhanh cửa bên này xe họ đi em. Bẩn lắm. Mất cánh cửa. Tí thôi đi. Để xe ở đây. Con đi gọn gọn rồi nhá. Đường này đường quốc lộ ấy. Đường quốc lộ á? Ờ. Nó cứ đi đi về bẩn bố giặt cho. Bây giờ không còn cách nào khác rồi. Nhưng mà cẩn thận ngã. Ngã một phát là Hoa giắt. Là bố giắt nè. Ây dồ, cái đoạn này cẩn thận trơn ấy, trơn nắm ấy. Trượt dập mông ấy. Dập mông một phát là bẩn hết quần áo luôn. Úi, dép của bố còn trơn hơn. Hoa hay đi kiểu gì Hoa? Hoa dắt hộ cái. Dắt tại kỹ năng đi bản ít nên là thích ly độ trơn trượt kém nào. Rồi. Con nhà Hòa chắc nó đi nó chạy băng băng luôn nhỉ. Đi ủng nó dễ đi hơn nhỉ. Ừ. Không biết. Ây à, vườn bí của ông bà ấy nhỉ. Hả? Nó đang vàng lá ra. Nó úa lá. Này Tết là có. Chắc có quả ấy nhỉ. Bí á. Ừ. Bây giờ lấy lá ăn thôi. Ui bò đi nhanh thế nhỉ. Hả? Sao? Cao quá. Quá đơn giản. Siêu to khổng lồ đấy. Đi đi. Hòa đi trước dắt. Chỗ này nó trơn. Không là anh ta mà ngã xuống đây là anh ta bẩn hết. Là tí không biết có quần áo thay. Anh ta bẩn hết. Các bạn ở đây vẫn đi học bình thường. Ngày nào cũng tự đi học. Bo đại ca chủ nhân của nhà. Nên được đi đưa đi học. Học rốt thì chỉ cho chợ ở nhà. Nhưng mà rất may là học cũng không rốt lắm nên là cho đi học. Hả? Dưới con này. Bẩn như con trâu mộng. Bẩn như con trâu mộng à? Đấy nhà Hòa mà đổ được đoạn bê tông đây thì tuyệt vời nhờ. Đỡ bẩn. Nên con đường hạnh phúc trước nó cũng thế này các bạn. Nhà Hòa như này thì thôi chịu không đi xe máy được rồi. Ông bà già đi còn khổ nữa, vất vả nữa. Đoạn này từ đây ra đến ngoài kia mất bao nhiêu mét hả Hòa? 300 mét không? Ừ. Hơn 300 mét đây anh. Vậy một triệu đã bị bẩn hết. Đã bị bẩn hết à? Hòa hôm nay đi làm gì không em? Hôm nay đưa con đi học xong mà. Ờ. Buổi chiều nó cũng được nghỉ chứ? Buổi chiều nay được nghỉ. À, giống con anh. Đấy ông kìa. Chào ông. Chào to lên chứ, ông điếc không nghe rõ đâu. Ông đi gọi bà rồi.
đâu xem nào. Ui giời, ăn thua gì. Đi. Đâu đâu, ông đâu rồi? Ông vào nhà bật đèn rồi. Nhà bật đèn à? Đi. Nhà ông đợt trước mà không được các bác giúp cho thì bẩn lắm. Ủa bà đây. Ba. Con phải chào bà to nên bà nghe thấy. Chào bà. Cho cả làng nghe thấy luôn. À. Bà làm gì đây? Dạ. Lấy nước này. Đun nước à? Lấy nước về ăn. Lấy nước về uống à? Dạ vâng. Ui. Ê, bà đi về bẩn hết cho nhỏ nhè. Bà hôm nay còn khỏe. Hôm nay không không mệt như hôm trước. Không khỏe bao nhiêu. Không khỏe bao nhiêu à? Khỏe một tí tí bà nhỉ. Dạ vâng. Bẩn quá. Quá. Ừ. Đấy, à, dép trong nhà sẽ có đi dép trong nhà. Nhé. Đi. Bà đi làm gì, bà rửa tay à? Nơi lệnh. Dạ? Nơi lệnh. Người nợ nà. Ô thế à? Đâu con xem bà làm gì. Trời đông các bác. Bà cẩn thận đi ngã nhá. Bà cho lợn ăn. Để em xem bà cụ cho lợn ăn này con này. Ơ nó không ăn à bà? Dạ. À ăn không hết rồi mình bỏ ra à? Bà là gia sản là có mấy con lợn thôi nhỉ? Mấy con? Một con. Một con thôi à? Con này được bao nhiêu cân rồi? 30 cân à? Đây bà già rồi mà không có vòi nước nhỉ? Bà toàn phải đi xách. Nước về không được cái này không? Về đến dưới kia là nó không chảy được ngược đây nào. Nguồn nó thấp hơn đây. Con vào chơi ông bà một tí. À, thế à? Con trai con. Mi tu. Mi tu à? Mi tu tu. Ôi. Bà làm gì đây? À, cho nó ấm nhỉ. Bà đốt lửa cho ấm. Bao sưởi nữa không? Không. Tôi có đồ trang phục. Trang phục, ôi dồi ôi, khói bay. Trang phục của Mr. Buổi trưa bà ăn cơm với gì? Ăn măng măng rồi. Ăn gì ạ? Ăn măng măng rồi, không có gì. Ăn mén mén à, không có gì. À đây mén mén này. Đây, bà lấu này chắc ăn cả buổi tối luôn. Ông ăn lên rồi, ông ăn lên rồi này. Ông ăn lên rồi. À, chị ủa mỏ. Con không ăn đâu. Bà bảo là làm cơm để ăn rồi con không ăn. Ông xuống đây ngồi cho nó mát. À quên, cho nó ấm. Bảo mà ngồi cho mát chứ. Hai ông bà. Ông có cái áo ấm thế nhỉ? À? Áo này ấm không? Hỏng hết rồi. Ấm này lộn. Con có một ít sữa với cả mấy cái gói bánh con cho ông bà để ông bà ăn nhá. Đưa ông bà một ít để ông bà ăn nhá. Không ăn đâu con. Không ăn đâu. Không. Bà bảo đập mấy quả trứng, bà mới có mấy quả trứng kia bà để bà ăn chứ bà. Không. Con không ăn. Không. Bà ngồi im xuống. Bà ngồi im xuống đây. Ôi trời, người toàn xương thôi, không có gì cả. Chẳng vất vả. Dạ thôi con không ăn. Con ăn hết của ông bà thì ông bà làm gì có gì ăn.
Con dâu nó chỉ làm dâu thì con dâu ăn thôi. Dạ, có dâu nè. Ờ, cái sữa Fami đấy là của ông bà. Đấy, em đưa cho ông bà bảo là con chẳng có gì, có một ít sữa cho ông bà. Ít sữa này. Con xuống thăm nhà em Hòa. Hôm trước con em bị ngã xe, con đến thăm. Vâng. Nên là con đi qua đây để con vào thăm ông bà luôn. Con ngồi không? Vâng. Thế con đi xuống nhà em Hòa một tí đây. Con nên chơi thăm ông bà một tí thôi. Nhá, hôm nào con lại nên chơi với ông bà nữa. Vâng. Ông quần rách rồi nhưng mà vẫn có mấy đôi tất để đeo cho ấm này. Đấy. À, con chào ông bà nhá. Con đi xuống nhà em Hòa đây. Vâng. Bà uống sữa đi cho nó có tí chất dinh dưỡng nha. Con chào bà nhá. Vâng, con chào bà đây. Đi đem tiếu về chăm bà không? Có chứ. Tết rồi con phải về với bà chứ. Nhá. Vâng, Tết rồi con về với bà. Con chào ông nhá. Vâng. Vâng, con chào đi. Đi xuống dưới này cẩn thận trơn nhá. Đấy, đi. Đây bên này. Đi xuống nhà em Hòa một tí. Mọi người ở nhà hết không em? Đi. Ui, cẩn thận ngã. Ui giời, xong rồi. Rồi xong. Cũng chỉ bẩn ít bông. Trơn ngã đây này bà này. Trơn quá. Vô ích. Con trai phèng phèng này bắt được ít ếch rồi. Rửa tay. Để anh cầm cho ông ấy. Để anh cầm cho em. Ở đây đây, được rồi rửa tay. Không sao. Sạch chưa? Có sao không? Bà đứng dậy nhanh lên. Còn cái quần. Cái quần nó bị bẩn một tí. Quần may mắn. Ra đi em. Quần áo. Hả? Áo. Áo không sao con. Yeah. Bẩn một tí thì ăn thua gì. Đi. Cẩn thận lại ngã tiếp nha bò nhá. May là không dập mông hướng. Đâu? Con gái em bao nhiêu tuổi nhỉ? Con gái 6 tuổi anh. Thế thì ít tuổi hơn bo rồi. Đây đi cẩn thận chỗ này lại vô rách tiếp. Đấy chỗ đấy trơn ấy. Đi. Đi xuống bếp. Hả? Đâu, đi xuống bếp đi. Chắc em mấy em ở dưới bếp à? Ê, con chào chưa? Hả? Con chào cô kìa. Con chào. Xấu hổ gì đi ra đây ngồi cho ấm. Anh chào nhá. Hôm trước như nào tường thuật lại anh nghe nào. Không biết làm sao ấy. Chẳng biết làm sao đi cài đường. Thế chở mấy đứa? Ba đứa à? Vâng, hai đứa là một đứa con của bác nữa. Thế là bao này kẹo bánh cho các bé, cho các em. Đâu rồi, trẻ con đâu vào đây? Ngồi đây con. Đây à, thế là hôm đó đâu răng đâu, vỡ răng à? Ôi trời ơi, may là không sao đấy. Ừ đấy nhờ. Thế là
ba đứa, may tất cả là không sao đúng không? Ừ. Em đâm vào người ta hay người ta đâm vào em? Em đâm vào họ. À thế thì em giỏi quá rồi. Hôm nay làm sao mà đi lại thế? Không biết nữa, cái hôm đấy ở trên đây sương mù quá cũng không nhìn thấy đường nữa. À. À, ở bên này không nhìn thấy bên này, cứ tưởng là cái cổng ấy dễ vào trường thì ở đấy, nhưng mà dễ vào thì đường chưa đến. Ừ. Cái cổng dễ đi đây, có ít bánh kẹo mua cho trẻ con nhá. Cảm ơn anh nhá. Ừ. May là chúng nó không sao là tốt lắm rồi. Con gái có bị sao không? Không. Thế là ba đứa, là mỗi đứa bé này bị... Đứa này bị nặng, hai đứa kia là... Bị xước má ra nhúng. Vâng, đầu gối. Ở trên vùng cao đấy các bác, bởi vì đi lại nó sương mù không nhìn thấy đường ấy. Vâng. Ấy đó. Chả đi đâu rồi? Con gái số. Thế là hôm đấy bác xe kia có làm sao không? Xe 7 chỗ. Bác ấy bảo gì không? Bác ấy nói chung là bác ấy cũng là người tốt ở đây. Bác ấy cũng bảo lúc đầu bác ấy bảo là em bảo em đi sai đường rồi, em bảo họ là khác giải quyết thôi, mình khác giải quyết thôi, không cần giao thông giải quyết, nhưng mà lúc đấy em không biết gì luôn. Em cứ em bị ngã cũng ngất, có bị mưng ấy không, có tỉnh không? Không, em không sao, nhưng mà em không biết, bởi vì em chưa bị như thế lần nói. Biết là em không biết luộc gì đâu, nhưng mà lúc đấy bác ấy cũng bảo thế, nhưng mà em bảo là chờ chồng lên xem là thế nào đã. Em không biết, em cứ tưởng là chắc được giao thông làm thì chắc tốt hơn, em cứ nghĩ thế nên là em không dám bảo ấy. Thế là bác có bắt đền tiền không? Có. Bồi thường bác ấy 4,5 triệu. Ôi trời ơi. 1,5 triệu. Nhưng mà như thế chắc cũng bình thường thôi. Bởi vì bác ấy bảo cái ô tô đấy bây giờ sửa thì phải mất 18 triệu ấy. Ôi trời. Làm sao biết đó hỏng cái gì mà nhiều đấy? Nó vỡ cái nhựa đầu mối hết rồi. Mỗi cái nhựa rồi? Vỡ pha nữa rồi. Vỡ đèn pha nữa à? Ừ. Nó không đến 18 triệu đâu, nhưng mà nó cũng vài triệu, nói chung là xe. À, cũng không biết nó bác ấy bảo thế. Nếu mà không, mình... Bác ấy bảo là... Chấp nhận rồi. Bác ấy bảo là phải bồi thường cho bác ấy 5 triệu, nhưng mà em cũng xin bác ấy bảo là nhà cũng khó khăn thì bác ấy... Bồi thường cho bác ấy 4,5 triệu, bác ấy cũng đồng ý. Thôi nói chung là người không sao là được rồi. Bây giờ mà người bị sao là chết đấy. Thì cái vận cái hạn này cũng không tránh được. Nhưng mà lần sau thì mình cố gắng đi an toàn hơn. Vâng. Mưa, sương, mù thì cũng khó nói trước lắm nhỉ. Hôm trước, Hoàng ngồi đây. Hôm trước là em ngồi đây, đây. Con gái trốn đâu rồi? Xấu hổ à? Xấu hổ anh Bo à? Con trai anh lớn tuổi hơn 1 tuổi. Học lớp 2. À. 7 tuổi. Gọi bằng anh rồi. Gọi bằng anh rồi. Anh Bo, anh Bo đang ngãi, đang xấu hổ. Thế là xước cái má ra thế. Vâng. Ừ. Em cuốn ngồi đây cho ấm. Hay ngồi gần anh Bo. Ngồi ở đằng sau ngó về xem hơn nhỉ. Ngó về xem á, không uống chưa. Đấy, trốn đằng sau đây, đi ngồi chỗ này. Oh. Số hồi. Đấy, ngồi đây nào. À. Hôm trước có một bác Trinh, bác Tuyết. Đấy, bác ấy gửi giúp cho gia đình em 100 đô là được 2,3 triệu. Đấy, hôm nay thì anh mới có thời gian lên đây, với cả nghe tin là nhà em bị con bị ngã thế thì anh lên thăm. Đấy, thì anh gửi lại số tiền bác giúp cho gia đình em. Đấy, thì cũng mong là cho bọn em là có một chút tiền là trang trải cuộc sống, đã không có rồi lại còn hôm trước lại còn đi ngã như thế. Đây em đếm tiền đi, anh gửi 2,3 triệu, em đếm
đúng chưa? Đó. 2.300.000. Thế hôm trước hôm thế về bị tai nạn về thế có sợ không? Có. Có sợ bị chồng quát không? Có. Mất tiền. Thế xe của mình có làm sao không? Xe vỡ máy anh. Xe vỡ máy á? Thế bây giờ còn đi được không? Em mang đi sửa được. Con xe trắng trắng mà các bác giúp đấy á? Vâng. Thế bây giờ xe của mình mất bao tiền nữa mới sửa được? Em sửa cái máy là 680 rồi, vỏ không sửa. 680 à, vỏ chưa sửa à? Sửa đi được thôi. Áo thì kiếm lắm. Nghèo nó mặt danh thì. Thế thôi anh hoàn thành xong nhiệm vụ rồi cũng trao tận tay số tiền của bác Trinh bác Tuyết gửi đến cho vợ chồng em. Gia đình cháu Hòa xin cảm ơn bác Trinh và bác Tuyết rất là nhiều. Chúc hai bác luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc. Cảm ơn anh Phan ấy. Anh cũng bác gửi là cho 300 đô. Bác gửi thêm 1.000 giúp nhà bé Nô. Đấy, 300 đô để cho Phen Phen 100 để đi lại. Cho em Hòa 100, cho Mỹ Linh 100. Số tiền của Mỹ Linh thì hôm nào Phen sẽ trao cho em. Hôm trước em cũng xuống nhưng mà do công việc bận nên là cũng chưa trao được, chưa làm được cái video trao. Đấy. Giờ anh cũng đi về đây. Anh xin chào và hẹn gặp lại nhá. Thôi, anh đi về đây. Phen Phen xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Nào chào đi. Xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nào chào các bác. Bye. Con chào các bác chứ. Con chào các bác.